Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Nhà Nông TV của mình. Thì hôm nay có một cái bà ở hàng xóm, bà mang cho mình một cái ấm siêu tốc này. Thì bà bảo là điện nó không có vào, thì không biết là nó hỏng ở cái gì. Thì bà mang cho mình sửa. Nhân tiện là mình tháo ra kiểm tra, thì mình cũng quay một cái video để chia sẻ lên cộng đồng mạng xem cái ấm siêu tốc này nó hỏng về cái gì các bạn nhé. Thì thường thường cái đồ điện nó hỏng á, thì nó lắm nguyên nhân. Thì ban đầu á, là ta cứ phải là cắm cái điện vào là xem nó như thế nào này. Sau đây là mình đặt vào cái đế này và mình cắm ổ điện là xem nó như thế nào này. Thì đây mình có một cái ổ điện lưới 220 mình đã cắm điện này. Sau đây là mình cắm vào ổ điện nhá. Thì cái ấm siêu tốc này nó có cái đèn báo ở đây các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ mình bật cái công tắc này để xem nó có lên điện không này. Không thấy lên điện các bạn ạ. Đấy, cái đèn báo đây nó không sáng này. Thì sau đây là mình rút ra mình kiểm tra nhé. Thì đầu tiên sửa bất kỳ một cái đồ điện nào á, thì ta cũng phải kiểm tra là cái phích cắm điện vào trước các bạn nhé. Vì là nhỡ đâu nó lại hỏng ở cái cổ chân phích này, hoặc là cái đường điện này nó bị đứt ngầm thì điện nó cũng không vào, nên là ta phải kiểm tra cái đường dây điện vào trước này. Ở đây mình nhấc cái siêu ở đây này. Thì đây là cái đế cắm của cái siêu này. Thì trong này nó có hai cái lá đồng nó tiếp điểm ra hai cái chân phích này là điện vào các bạn nhé. Sau đây là mình để ở đây và mình lấy cái đồng hồ mình kiểm tra này. Thì bây giờ mình dùng cái đồng hồ ampe kìm này, thì nó có chức năng đo thông mạch này, mình vặn về cái thang đo ôm này và mình bấm về chuyển sang cái thang đo thông mạch này. Đấy, nó có còi báo đấy. Đây là hiện là cái còi đây các bạn. Thì bây giờ mình để đây nhá. Thì lúc này mình dùng hai cái que đồng hồ này mình chập vào nhau để xem cái đồng hồ kia nó có kêu không. Nếu nó có còi kêu lên á là tức là mình đang ở cái chế độ đo thông mạch này, mình chập này. Đấy. 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 Thế bây giờ là cái chân phích của cái đế kia thì có một cái chân này nó vào một cái lá đồng này, và một cái chân bên nó vào một cái lá đồng khác nhé. Thì bây giờ ta chập một cái que đo đồng hồ này vào một cái chân vít này. Sau đó là mình lấy một cái que đồng hồ này á, mình chập vào một cái chân lá đồng của cái đế này nhá. Sau đây mình chập này. Đây, nó ở chân này. Đấy, đồng hồ kêu các bạn nhé. Đấy, tức là cái chân vít kia nó đã thông ra đây một cái lá đồng này. Thì bây giờ là mình lại chập sang cái chân vít bên này. Đấy, thì lúc này mình lại lấy que này mình chập sang cái lá đồng bên này. Đấy. Đấy, chứng tỏ là cái dây điện của cái phích cắm này ra cái đế của cái siêu điện này là nó vẫn còn tốt các bạn nhé. Mình để trong đây, sau đây là mình kiểm tra cái siêu này này. Thì thường thường cấu tạo một cái siêu điện đó thì nó gồm có cái mâm nhiệt ở trong này các bạn ạ. Và đây nó có một cái bóng điện báo là xem là điện vào này. Và một cái công tắc là khi ta nấu điện đó, mà nó sôi đó, là nó tự ngắt. Khi ta nấu nước đó, thì ta phải bật cái công tắc này lên này. Thì lúc này cái mâm nhiệt đó, nó được đấu cái đường điện khép kín, nó ra cái hai cái lá đồng này này. Thì bây giờ đó là mình chưa cần tháo cái siêu điện này vội, mà mình nên dùng cái đồng hồ kiểm tra thông mạch. Mình chập vào hai cái lá đồng ở đây này. Nếu đồng hồ nó báo là cái điện thông mạch ra đây nó vẫn thông á, thì ta không cần phải tháo cái siêu này ra cho nó mất việc các bạn á. Vì nó thông mạch ra đây là nó không ảnh hưởng gì đến cái siêu này. Thì sau đây mình kê cái siêu này như thế này. Sau đó là mình dùng đồng hồ mình đo các bạn nhá. Thì lúc này đồng hồ mình vẫn để ở cái chế độ đo thông mạch này. Thì mình để đây, nếu mà nó thông mạch là nó kêu tiếng tít á. Thì cái siêu này lúc này là mình đã bật cái công tắc để điện nó khép kín ra đây rồi. Thì sau đây là mình dùng hai cái que của đồng hồ này, mình chập vào hai cái cực này nhá. Một cái que đen này mình chập vào cái cực ngoài này, thế còn cái que đỏ mình chập vào cái cực trong này. Thì các bạn nghe xem cái đồng hồ nó có báo tiếng tít không nhá. Sau đây mình chập này. Đấy, mình lại chập lại lần nữa này. Đấy, chứng tỏ là cái siêu này nó vẫn thông mạch ra đến đây nhá. Thì bây giờ mình làm thí nghiệm nhá. Mình tắt cái công tắc này này. Đấy, mình tắt đi để cho nó không khép kín ra đây. Thì mình chập lại để xem đồng hồ nó có kêu nhá. Thì sau đây là mình lại chập này. Đồng hồ nó không kêu các bạn á. Thì chứng tỏ rằng coi như mình tắt cái công tắc này á, thì nó không khép kín mạch ra đến đây nữa thì nó không kêu. Ở đây là mình để đây này. Mình bỏ cái này ra này. Như vậy là theo như mình kiểm tra á, là cái đế siêu này á, là điện nó vẫn vào tốt này. Thế mà cái siêu này á, là điện nó vẫn khép kín ra cái hai cái cực ở đít siêu này. Thế mà trong khi ta đặt vào cái đế này, mà ta cắm điện vào ổ điện như thế này, mà ta bật lên mà nó lại không lên đèn các bạn ạ. Đấy, nó không lên đèn này. Thì lúc này á, chỉ bằng cách là làm phương pháp loại trừ các bạn á, cái siêu này vẫn còn tốt này, cái đế này điện nó vẫn ra đây này, nhưng có khi nó lại không tiếp xúc điện từ cái đế này sang cái cực của cái siêu này các bạn ạ. Nên là cái siêu này ta không thấy nó vào điện. Thế bây giờ ta phải kiểm tra lại cái xem hai cái lá đồng cực ở trong này này. Thì thường thường cái đít siêu mà đặt vào đây á là nó khớp vừa hai cái vòng tròn này, thì nó điện vào hai cái lá đồng ở trong này này để nó tiếp giáp với điện. Nhưng khi mình sử dụng một thời gian dài á, thì có khả năng là cái lá đồng đây nó tiếp giáp kém,
nên nó nóng, nó bị lụt xuống các bạn ạ, thì nó lại không tiếp được điện. Như đây này, mình nhìn này thấy có một cái lá đồng kia nó lụt xuống sâu các bạn ạ, đấy nó lụt xuống sâu mãi trong này. Còn cái lá ở bên này thì nó vẫn nổi hơn này, đấy. Thì khả năng cái lá đồng nó lụt bên này là nó không tiếp giáp được điện, nên điện nó không vào cái siêu kia các bạn ạ. Thì bây giờ mình phải tháo cái đế này ra để mình uốn cái lá đồng ở dưới kia nó nhô lên để xem nó có được không nhá. Sau đây là mình rút cái điện này ra, sau đó mình tháo này. Thì đằng sau cái đế này á là nó thường có hai cái con ốc này, thì bây giờ mình tháo hai con ốc ra này. Thì thường thường họ gắn cái đế này và cái chỗ tiếp điện này á là bằng tinh cái cá bằng nhựa các bạn ạ. Đây cái cá đây, cá đây, bây giờ mình bẫy cái cá này ra là mình sẽ lấy được. Đây mình bẫy cái cá này đấy, thì đây mình đã bẫy được như này, bây giờ nó còn vướng hai cái cá này, mình bẫy nốt này. Đấy nó ra rồi các bạn ạ. Đấy mình để đây, thì đây các cái dây điện này nó chạy vào cái ổ của cái dây đồng này các bạn ạ. Thì đây mình nhìn hình như cái lá đồng này lúc nãy nó bị lụt này, thì bây giờ là mình lấy cái tô vít mỏng này thì mình đẩy nó lên nhá, mình đẩy để cho nó nhô lên này. Đấy mình đẩy hiện nay nó nhô lên này vì cái lá đồng này nó có sự co giãn các bạn ạ, thì mình đẩy nốt cái lá bên này này để cho hai cực nó nhô lên này. Mình lật cái đường này xem nó nhô lên chưa này, đây nó cũng nhô được nhiều rồi các bạn ạ. Như vậy là khả năng nó được rồi, thì bây giờ mình lại lắp vào, mình test cho các bạn xem nhá. Mình lại lắp vào như cũ, mình lại úp cái này vào này. Đây mình lại lắp vào như cũ các bạn á, mình lắp hai thêm hai con ốc này vào. Thì đây sau khi mình lắp vào như cũ thì mình nhìn thấy cái lá đồng này nó nhô lên cao hơn này các bạn này. Đấy mình đẩy nó nhô cao như thế này. Thì bây giờ mình để đây, mình đặt cái siêu vào mình test cho các bạn xem nhá. Đây mình đặt cái siêu vào này, mình lại dùng cái ổ điện lưới mình đã cắm điện rồi này. Bây giờ là mình cắm nhá, các bạn để ý cái đèn ở đây này, sau đây là mình cắm này. Đấy đèn nó sáng này các bạn này. Đấy chứng tỏ là nó tại cái tiếp điện giữa cái đế và cái cực ở cái siêu này các bạn ạ. Thì đây cái công tắc mà mình đang bật này, bây giờ mình tắt đi, đèn nó tắt này. Đấy đây này mình bật lên này, đấy nước trong này nó đã réo lên rồi các bạn ạ. Đây mình tắt đi này. Như vậy hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn một cái mẹo trình tự sửa từ đầu đến cuối một cái thiết bị điện cũng như là cái ấm siêu tốc này thật là hoàn hảo. Ta chỉ cần dùng cái đồng hồ của ta kiểm tra mà ta chưa cần tháo cái thiết bị điện này ra, mà bằng phương pháp loại trừ là ta đã khắc phục được. Thôi video của mình đến đây đã dài rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau nhé.